Cuối tập trước, nhóm người thạch hào đã thoát ra khỏi hang động. Nhờ vào la bàn chỉ dẫn của một người đàn ông trung niên, bọn họ đã tìm được lối ra. Cả đám cùng nhau hợp sức đánh mở một lối đi. Mọi thứ đập vào trong tầm mắt là một không gian rộng lớn, trông rất bình yên. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền buông lỏng cảnh giác. Ông ta tiến lên phía trước. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy vũng nước đục ngay trước mặt. Thế mà lão già này lại thản nhiên dẫm lên. Chẳng có chút nào gọi là đề cao cảnh giác. Từ bên trong vũng nước bất thình lình nhô ra nhiều cái xúc tu cuốn chặt ông ta lại, rồi kéo xuống vũng nước rồi thôn phệ. Hoàn ra chẳng có đường thoát nào cả. Đây vốn dĩ là sát cục. Dù có đi tới đâu cũng đều là những cái bẫy chết người. Mục đích chính là hấp thu tinh huyết của cường giả. Nếu bố cục đã không có đường sống, thì thạch hậu sẽ tự mở ra một con đường. Cầu nhanh chóng dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước. Ngay khi nhóm người phi hành qua vũng máu, vô số tảng đá sắc nhọn nhô lên tấn công và ngăn cản đường thoát. Lỡ chẳng may bị tụt lại phía sau thì rất khó để thoát ra hội họp cùng với mọi người. Thạch hạo và Long nữ phi hành vượt qua hết chướng ngại vật và đáp xuống một nơi an toàn. Theo chỉ dẫn của đà thần thạch thì chỉ cần đi theo hướng bắc là có thể ra khỏi rừng đá. Thạch hạo nghe vậy cũng tiến lên. Đúng vào lúc này, trên ngực đột nhiên phát ra ánh sáng. Đây là dấu hiệu cộng hưởng đến từ chí tôn cốt. Như vậy người đệ tần họ cũng đang ở gần đây. Phương hướng đi tới đó lại là một con đường âm u, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thạch hậu không thể bỏ mặc cho người đệ gặp nguy hiểm được. Thế là cậu bất chấp nguy hiểm để chạy đến xem thử. Long nữ thấy lo lắng cho cậu nên cũng đi theo hỗ trợ. Theo cảm ứng để di chuyển, hai người đi tới trước một cánh cổng đá. Trên cánh cổng lại có cấm chế. Sau khi dùng thần thức thăm dò thì phát hiện tần hậu đang bị nhiều cái xúc tu khống chế. Cơ thể giống như một con cá chờ bị làm thịt. Đúng vào lúc này, cổng đá lại đột ngột di chuyển. Cả phía trước lẫn phía sau đều đang ép về phía hai người. Cả hai dùng sức mạnh cố gắng ngăn cản, nhưng không có hiệu quả. Trong tình thế nguy cấp, Long nữ kịp thời nhảy đến một cái khe hở, tránh thoát khỏi nguy hiểm. Thạch hậu thì không có hành động tránh né. Tưởng là cậu đã bị hai bức tường ép thành một bãi bầy nhầy, nhưng đã không có chuyện đó xảy ra. Chẳng biết cậu từ lúc nào đã phá hủy được cánh cổng rồi chạy đến cứu tần hậu. Nhưng lớp sóng này chưa đi qua thì lớp sóng khác lại ập đến. Bức tường xung quanh đột ngột phát nổ khiến nhiều tu sĩ bị đánh bay đi. Hóa ra là bọn chúng đã kích phát một tòa pháp trận nữa. Vách đá cứ liên tục nhô ra thành các gai nhọn khổng lồ. Mọi người phải chật vật vừa bỏ chạy vừa tránh né. Phía trước hết đường chạy mà phía sau lại có nhiều công kích đang bay đến. Cậu quyết định sẽ đánh mở ra một con đường thoát thân. Cuối cùng cũng được an toàn, chỉ có điều sức lực của cậu và Lòng nữ đều hao tổn rất nhiều. Sáng vẻ mệt mỏi hiện rõ lên mặt. Tần hậu sau khi được sử dụng một trái quả thì cũng khôi phục lại thương thế. Bọn họ đã chạy ở dưới mê cùng một ngày một đêm rồi. Cũng đã tiếp cận được biên giới sao huyệt, chỉ là không biết lối ra thực sự đang ở đâu. Đúng vào lúc chưa biết nên đi hướng nào thì bọn họ lại nhìn thấy một cỗ sức mạnh đến từ trùng đồng. Cậu biết người vừa mới thi triển là Thạch Nghị nên lập tức chạy đến hội họp. Lúc này Thạch Nghị cũng đang chật vật chống đỡ. Vô số công kích sắc nhọn lao tới tấn công, chỉ cần một chút sai sót là tính mạng sẽ bị lấy đi. Thạch hậu nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Điều may mắn là Thạch Nghị đã có manh mối để thoát ra, thế là bọn họ lập tức chạy đến. Trước cánh cổng được cho là đường thoát duy nhất đã có vài người, bọn họ đồng loạt tấn công vào cánh cổng. Tiếc rằng các đòn công kích không những không làm gì được mà còn bị nói trả đòn ngược lại. Thạch hậu vừa lúc chạy đến và kịp thời giải cứu được một tên thanh niên gọi là Trường Cung. Cậu lên tiếng đề nghị mọi người hợp lực cùng xông pha. Chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng sống. Mọi người đều đồng tình, bọn họ cùng nhau sử dụng toàn bộ sức mạnh đánh ra một kích mạnh nhất. Cánh cổng cảm nhận được uy hiếp nên cũng huyễn hóa ra một thanh kiếm khổng lồ ngăn cản. Xung quanh thanh kiếm khổng lồ lại có nhiều thanh kiếm nhỏ. Các thanh kiếm nhỏ phóng về phía nhóm người thạch hậu. Một vài người không may bị chúng đòn ngã xuống. Ngăn cản phía trước đã chật vật, phía đằng sau lại hiện ra vài trăm thanh kiếm đánh úp. Nhóm người thạch hậu lại càng thêm gấp rút. Bọn họ dùng hết sức mạnh đánh về phía trước, cuối cùng cũng thành công phá hủy cánh cổng để thoát ra ngoài. Nhưng chưa để cho mọi người lấy lại tinh thần thì lại được một phen há mồm. Đập vào mắt là nhiều ngọn núi chất bằng xác của những thiên tài. Số lượng cũng quá kinh khủng rồi, cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Bây giờ bọn họ phải tiếp tục di chuyển, nếu không cũng sẽ rơi vào kết cục như những người kia. Chỉ khi bọn họ hoàn toàn thoát khỏi đây thì tính mạng của bản thân mới thuộc về tay bọn họ. Đi một hồi lâu cũng đến được ngọn núi chính. Ngọn núi đó là nơi bố trí trận pháp, vượt qua là có thể thoát khỏi đây.
Trên một tán cây gần đó xuất hiện một tên thanh niên thổi sáo, hắn ta gọi là Trích Tiền. Tuy tu vi cùng là thần hòa cảnh như đám người Thạch Hậu, nhưng hắn ta lại tu luyện từ lâu, tích lũy nhiều đời giống như Lục Quan Vương, đồng thời đã tu luyện ra tiên khí. Trích Tiền chính là kẻ chủ mưu đã bày ra sát trận này. Hắn ta đứng yên một chỗ thổi sáo, tiếng sáo phát ra uy lực mạnh mẽ. Dù cho phía Thạch Hậu có nhiều người mạnh mẽ thì Trích Tiền lại dựa vào lợi thế sân nhà. Hắn bỏ ra nhiều năm để bố trí thế cục, chiếm mọi ưu thế địa lợi. Còn dùng tinh huyết mười mấy vạn cường giả để bồi dưỡng, muốn chiến thắng là điều cực kỳ khó khăn. Hắn gọi ra một bầy hắc thần trùng, còn yếu nhất cũng có thực lực tôn giả cảnh. Long nữ sử dụng ra một món pháp bảo đánh chặn. Tần Hậu biến ra một cái kim thân khổng lồ đánh giết. Thạch Hậu thì bỏ phát sấm sét giật cho đám côn trùng chết nằm la liệt. Nhưng mà bấy nhiêu đó vẫn là quá ít so với số lượng hắc thần trùng tại đây. Trích Tiên lại nhanh chóng triệu hồi ra thêm nhiều bầy côn trùng nữa. Bọn họ còn hợp sức lại thành một con khổng lồ. Thạch Hậu tạo ra một kết giới ngăn cản, sau đó rút vũ khí để phá vòng vây. Cậu ngưng tụ ra một con rồng sấm sét đánh nhau trực diện với hắc thần trùng khổng lồ. Những người khác cũng hỗ trợ rót pháp lực vào người Thạch Hậu, giúp cho đòn công kích càng thêm mạnh mẽ. Hắc thần trùng khổng lồ nhanh chóng bị đánh bại. Mọi người thừa cơ hội này bay ra xa. Trích Tiên thấy vậy, vẫn không có dấu hiệu muốn truy đuổi. Nếu bọn họ có thể chạy ra khỏi trận giới, thì hắn sẽ thả mọi người một con đường sống. Thạch Hậu và mọi người sẽ gặp những khó khăn gì tiếp theo? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.